Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm Mầm Vlog lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại hạt giống mới, đó là hạt giống cây hương thảo nhé. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách trồng ở cây hương thảo này, từ khi cây con cho đến khi mà chúng ta có thể sử dụng được cái cây này nhé. Thì tôi sẽ cắt cái gói này ra xem ở trong này nó có bao nhiêu hạt. Được 20 hạt nha các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một bát nước ấm như thế này. Tôi sẽ cho hạt vào trong cái khăn này và sẽ đổ hạt vào khăn này và chúng ta sẽ ngâm nước ấm, ngâm vào trong nước ấm, ngâm độ khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì các bạn sẽ vớt ra nhé. Các bạn đổ vào trong cái khăn này này thì khi mà chúng ta vớt ra hạt ra thì nó sẽ không bị trôi hạt nhé. Thế cho nên là các bạn cứ làm một cách như thế này này thì là nước nó cũng đã ngấm vào đây rồi. Đó. Sau khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì chúng ta sẽ vớt ra được. Thế cái cây hương thảo này này là cái loại cây thảo mộc, nó có rất nhiều tác dụng đối với con người của chúng ta. Là thứ nhất, nó vừa đuổi được muỗi, nó sẽ là một cái loại thảo dược để an thần, và nó cũng là một loại cây để trị bệnh, và nó có thể thanh lọc được cái không khí của chúng ta, và nó sẽ làm một cái cây đặc biệt nữa là nó sẽ đem lại, tức là nó trong phong thủy thì người ta nói đó là một cái cây rất là may mắn, tức là khi mà trồng được cái cây hương thảo trong này trong nhà thì nó có rất nhiều tác dụng. Đó, khi mà các bạn đã ngâm ở trong hạt giống được tầm 3 đến 4 giờ rồi thì các bạn sẽ vớt cái hạt giống này ra và chúng ta sẽ ủ vào trong cái khăn ẩm này. Chúng ta vẫn để trong khăn ẩm này, chúng ta ủ và chúng ta sẽ cho vào trong cái lọ nhựa hoặc là cho vào trong cái túi như thế này. Đó. Thì các bạn sẽ ủ trong vòng từ 7 cho đến 10 ngày. Thì các bạn sẽ ủ cái hạt này. Thì trong vòng 7 đến 10 ngày thì hạt của nó sẽ rất bầm ra. Và lúc này chúng ta sẽ có thể là đem ra gieo ở trong chậu hoặc là thùng xốp, hay là bất cứ mà cái gì mà các bạn đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì như tôi đây, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái giá thể ở trong cái khay như thế này. Đất này nó phải tơi xốp như thế này các bạn nhé. Tơi xốp thoáng đã. Khi mà chúng ta mà tưới nước vào thì nó sẽ không bị úng nước mà nó sẽ không gây ngập úng cho cái hạt của chúng ta. Thế các bạn sẽ dàn hạt, sẽ dàn cái đất như thế này. Thế thì các bạn lưu ý là cái đất này nó phải là giàu chất dinh dưỡng nữa. Không những nó thoát nước tốt mà nó còn phải giàu chất dinh dưỡng, và đặc biệt là nó sẽ không có mầm bệnh ở trong đất. Sau khi mà chúng ta ủ được 7 đến 10 ngày rồi thì hạt của chúng ta sẽ lướt mầm. Các bạn sẽ kiểm tra hạt, nếu như mà hạt lướt mầm hết thì chúng ta sẽ đem ra gieo một loạt. Còn nếu không, có những hạt nào đã lướt mầm trước thì chúng ta đem ra gieo, và những hạt nào chưa thì chúng ta lại cho vào chúng ta bọc tiếp nhé. Đây. Thì các bạn sẽ gieo vào đây. Cây hương thảo rất dễ sống, rất dễ chăm sóc, không quá cầu kỳ. Đó, sau khi mà các bạn đã gieo vào đây rồi thì các bạn sẽ gạt một lớp đất mỏng như thế này. Một lớp đất thật mỏng. Phòng trừ những con côn trùng, ví dụ con kiến hay con gián, con chuột chúng ta nó sẽ tha mất cái hạt nhé. Thì khi mà các bạn đã gạt một lớp đất xong rồi thì chúng ta sẽ dùng bình tưới phun sương tưới, hoặc là không các bạn sẽ làm như tôi thế này. Một cái lọ nhựa này chúng ta sẽ đủ những cái lỗ ở trên nắp, và chúng ta sẽ cho nước vào đây và chúng ta sẽ tưới. Đây, các bạn sẽ tưới thật ẩm cho các bạn nhé. Các bạn sẽ tưới thật ẩm. Khi các bạn, sau khi mà các bạn đã tưới ẩm như vậy rồi thì các bạn sẽ để vào trong râm mát để chúng ta sẽ tránh được những cái ánh nắng hay là những cái ánh sáng mà lúc này hạt của chúng ta chưa thể làm và tiếp nhận được. Quen dần với cái khí hậu mà có cái ánh sáng dần dần như vậy. Thế thì sau khoảng tầm 2 đến 3 tuần đó thì là cây con chúng ta mọc lên, hoặc là có thể là 6 tuần, tức là tùy theo vào cái điều kiện thời tiết, hoặc là cái nhiệt độ, hay là khí hậu này, hay là đất này mà các bạn. Thế thì các bạn cái nhiệt độ để mà gieo hạt ý thì là 25 độ C. Nếu như mà thời tiết nó quá nóng thì các bạn nên để vào trong những cái chỗ râm mát nhé. Thế thì khi cây con của chúng ta lên được khoảng tầm một tháng rồi thì các bạn có thể chuyển sang chậu, tức là chúng ta lúc này có thể chuyển cây sang cái chậu mới, hoặc là sang một cái chỗ nào đó mà chúng ta đã định trước. Thì cái đất này, cái đất mà để chuyển cây con sang cái chỗ mới thì các bạn cũng nên là chuẩn bị một đất mới. Đất ở đây thì cũng là đất tơi xốp và giàu chất dinh dưỡng. Nếu như mà các bạn mà không có sẵn đất thì các bạn sẽ đi ra ngoài những cái cửa hàng người ta bán cái cảnh ấy, thì người ta
cũng có bán sẵn sẵn cái loại đất, thì đất đó là đất Chipat thì nó chuyên dùng cho trồng các loại cây nhé các bạn nhé. Thì cái trong cái loại đất đó thì người ta đã có những cái khoáng chất hay là những cái loại phân hữu cơ hoặc là những cái độ mùn, độ thoáng, độ tơi xốp mà người ta đã trộn lẫn vào, người ta đã xử lý cái mầm bệnh ở trong đất đó rất là sạch sẽ rồi, thì các bạn cứ mang về các bạn dùng rất là yên tâm đó. Thế thì khi mà các bạn san đất như vậy thì các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ chuyển cái cây vào trong cái thời tiết nó sẽ mát mẻ, thì trước khi mà các bạn mà chuyển cây sang chỗ mới thì các bạn sẽ tưới một lượt xung tưới cho đất nó ẩm đi, thì khi chúng ta chuyển cây thì cái rễ của nó sẽ không bị đứt và nó sẽ không bị chết sót. Thế thì từ khi mà gieo trồng ấy cho đến khoảng thời gian mà chúng ta có thể hưởng thụ được cái cây hương thảo này là khoảng tầm 70 ngày các bạn nhé. Tức là chúng ta trồng từ khi chúng ta mà trồng cây con xuống, tức là hạt mọc lên thành cây con và chúng ta là đến 70 ngày là chúng ta có thể là sử dụng được cái cây hương thảo này rồi. Thì như các bạn đã biết là cái cây hương thảo này nó rất là có nhiều tác dụng đối với con người của chúng ta cũng như là môi trường sống xung quanh, bởi vì là nó có một cái đặc biệt đó là nó có thể đuổi được muỗi. Thì mỗi một nhà lên có một cái chậu của cây hương thảo như thế này thì nó không những nó là đuổi được côn trùng này, đuổi muỗi, và nó còn có thể là nó sẽ thanh lọc được cái không khí của chúng ta đang bị ô nhiễm, đúng không ạ? Thì nó cũng rất là tốt đối với cái không gian sống của chúng ta. Thứ nhất nó cũng vừa làm cây cảnh, thứ hai nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của con người chúng ta, đúng không ạ? Thế thì cái cây hương thảo này chăm sóc rất là dễ. Nếu mà các bạn cảm thấy mà cây nó còi cọc quá thì các bạn sẽ bón một chút phân NPK hoặc là phân lân vào đây, thì chúng ta sẽ rắc xung quanh cái thân cây cái hương thảo này, và các bạn sẽ tưới lại bằng nước sạch sau khi mà chúng ta tưới chúng ta rắc phân xong. Thế thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách trồng cây hương thảo bằng hạt là như vậy. Vậy thì ai có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với shop của chúng tôi theo số điện thoại là 0978 426 812. Ươm mầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.